Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN vừa đưa ra thống kê về mức độ sử dụng điện của loạt thiết bị trong gia đình. Kết quả cho thấy, không phải quạt, điều hòa hay chiếc tủ lạnh được cắm 24/24, thiết bị tiêu tốn nhiều điện nhất trong nhà lại chính là bếp điện. Xếp sau bếp điện lần lượt là bình nóng lạnh 20 lít khi được bật cả ngày, tủ lạnh rồi mới tới máy tính để bàn hay TV, nồi cơm điện. Thống kê của EVN dựa trên công suất hoạt động trung bình kèm thời gian sử dụng trong ngày. Theo đó, một chiếc bếp điện đôi có 2 vùng nấu, công suất của mỗi vùng là 2.000W thì tổng công suất của bếp là 4.000W. Mỗi ngày gia đình thường sử dụng bếp để nấu 3 bữa chính, đôi khi chỉ 2 bữa, với tổng thời gian trung bình là 45-60 phút lần và dùng đồng thời cả 2 vùng nấu ở mức cao nhất. Vậy mỗi tháng sẽ tiêu thụ khoảng 190 kWh. Trong khi đó, một chiếc tủ lạnh lớn 2 cánh hoạt động 24/24 chỉ tốn 75 kWh một tháng. Suy ra, bếp điện chỉ được sử dụng trung bình khoảng 3 giờ ngày nhưng lại tốn điện gấp 4, đôi khi là 5 lần một chiếc tủ lạnh cỡ lớn.